Đây là một bộ phim có sự đầu tư kinh khủng. Lần đầu tiên Việt Nam có một cái đại cảnh lớn như vậy. Nói chung bộ phim này là một bộ phim hết sức là kỳ lạ. Nó đem cho ta những cái cảm giác mà chúng ta chưa bao giờ có được ở những cái bộ phim khác. Cho nên là không có lý do gì mà chúng ta không đến đây để coi một cái bộ phim kỳ lạ như vậy ha. Đó là bộ phim gì? Bộ phim Hoán Đổi. Cho nên là ngày 31 tháng 8 năm 2018 này, tại sao chúng ta lại không cùng chạy nhau ra rạp, cùng nhau chạy ra rạp để mà theo dõi cái bộ phim này nhé các bạn nhé.